Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị an toàn. Dạ, quý vị khỏe không? Khỏe hả? A Di Đà Phật. Dạ. Ở bên tiếng Nhật có một câu gọi là Ogenki desu ka? Tất nhiên là quý vị có khỏe không á. Và quý vị biết cái chữ Genki bên tiếng Nhật á, nó chữ Hán gọi là nguyên khí. Con người mình trở về lại nguyên khí, trở về lại chân tâm bản tánh của mình ấy, thì khi đó mình mới khỏe được. Cho nên vì vậy người Nhật dùng cái từ khỏe không phải là giống như người Tàu, mà ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Phật giáo, chứ không phải là ngôn ngữ bình thường. Bởi vậy cho nên khi hỏi quý vị khỏe không, có nghĩa là lúc đó mình không phiền não, chứ không phải là thân mình không bệnh. Đó. Khi quý vị trụ trong an lạc, khi quý vị trụ trong cái Phật Pháp, thì quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc. Và vì vậy mà quý vị mới thấy khỏe. Ngôn ngữ khỏe là ngôn ngữ của dân gian, ngôn ngữ bình thường. Ngôn ngữ an lạc là ngôn ngữ của Phật Pháp. Đó, nó hay ở chỗ đó. Cho nên chúng ta có cơ may để học được Phật Pháp, chúng ta gặp được Phật Pháp, thì nhớ dùng cho Thầy là làm sao mình phải luôn luôn có được sự an lạc. Trong một ngày chúng ta làm gì đó làm, 24 tiếng đồng hồ làm gì đó làm, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị làm việc, quý vị làm gì đó làm, nhưng mà nhớ giữ cho Thầy được những khoảnh khắc được an và được lạc. Cái chữ an nó dễ thương, cái chữ an nó rất là hay. Và đặc biệt ở chỗ là quý vị biết, ở trong chữ Tàu, chữ an là trên cái bồ miếng là cái mái nhà, mà dưới là chữ nữ. Trong nhà mà không có người nữ là không yên, hiểu không? Nhưng mà nói như vậy thì người Tàu họ không phải họ chú trọng người nữ đâu. Bởi vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ là một tư tưởng của phương Đông, trong đó cả có cả người Tàu, đúng không? Cho nên phải là cái chuyện trong nhà mà có người nữ là yên đâu. Mà cái chữ nữ này đại diện cho cái gì? Đại diện cho sự nhẫn nhục, sự nhu hòa, sự chịu đựng. Nó hay ở chỗ đó. Cho nên biệt sống nhu hòa, biệt sống nhẫn nhục thì gia đình mới được yên, hiểu không ạ? Đó, nó hay là hay ở chỗ đó. Ngôn ngữ của Tao nó độc đáo ở chỗ đó. Cho nên vì vậy chúng ta sống được an á, thì chúng ta phải luôn luôn làm sao để cho tâm mình mới an. An, người ta gọi an cư mới lạc nghiệp, phải không? Không an cư lại chỉ lạc nghiệp. Cho nên ngôn ngữ Phật giáo nó hay vô cùng là an thì bao giờ đã an rồi, yên rồi chúng ta mới vui, phải không? Cho nên an mới có lạc. Cho nên quý vị thấy không an lại chỉ có lạc đấy, phải không ạ? Cho nên nó luôn luôn đi đôi với nhau, những cụm từ đi đôi với nhau. Bởi vậy tiếng Anh nó cũng có cái từ an lạc, đúng không? Họ có thể dùng một chữ lạc là chữ vui đôi gì đó thôi, chữ joy, chữ happy đôi gì đó thôi, đúng không? Nhưng mà thiếu chữ an mất à, phải không? Đó, chữ tiếng Việt nó rất là độc đáo chỗ đó. Vâng, thì Thầy chỉ xin nói sơ qua cho quý vị biết, để quý vị thấy được rằng là
Chúng ta sống trong ngôi nhà Phật Pháp, chúng ta tồn tại trong ngôi nhà đó, luôn luôn phải cố gắng giữ cho mình có được một chút an, có được chút lạc. Đó. Mà mình an, mình lạc thì mình mới chuyển hóa và mình thay đổi cái vận mạng của mình được. Còn không thôi mình sẽ không bao giờ thay đổi được mình đâu. Mà không thay đổi vận mạng thì nhớ thêm một điều nữa. Sanh ra giữa đời này được làm thân người, đúng không? May mắn quá, phước đức vô cùng. Nhưng nếu như gặp Phật Pháp, không biết tu tập, không có được an lạc trong đời này, vô thường nó đến, mình chết đi, đúng không? Mình cũng, thầy nói thật với quý vị, khi mình chết đi, không biết bao nhiêu cái nghiệp kéo theo, liệu mình có được làm người kiếp sau để mình tiếp tục mình tu không? Nhưng mà kiếp sau có thể mình có phước, mình được làm người, nhưng liệu quý vị có được cơ may để gặp được Phật Pháp không? Lại là một chuyện khác, đúng không? Khó vô cùng. Cho nên kính thưa quý vị, chỉ có trong đời này, chỉ có bây giờ và chỉ có ở đây mà thôi. Đức Phật mới dạy là chỉ có Pháp hiện tại. Những cái gì ngay có hiện tại quý vị trân trọng, thì kính thưa quý vị, chúng ta mới có thể nắm giữ Phật Pháp được. Đó. Trở lại vấn đề, bây giờ thầy xin giới thiệu tiếp cho quý vị về Phật giáo của Campuchia. Ở trong cái phần mà gọi là Phật giáo hiện hữu, quý vị có trên tay rồi phải không? Chúng ta học về cái Phật giáo ở dưới thời Vương quốc Phù Nam. Trong cái phần gọi là Phật giáo hiện hữu, quý vị thấy không? Có không? Dạ, quý vị hoan hỷ đến cái phần đó giúp thầy. Quý vị biết rằng là vừa rồi thầy mới dạy ở trên TV về cái Phật giáo của Miền Điện. Phật giáo Miền Điện, Phật giáo Lào, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Campuchia, Phật giáo của những đất nước của Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, thời buổi ban đầu, những cái tư liệu lịch sử rất hiếm. Rất hiếm. Cho nên để xác định được cái buổi ban đầu của Phật giáo đến với đất nước đó nó như thế nào, nó khó vô cùng. Khó vô cùng. Nó chỉ là những cái thông tin rời rạc, mập mờ, rất khó. Nhưng mà các học giả, những nhà nghiên cứu vẫn cố gắng bằng mọi giá để mà gì? Để mà làm sao xác định được cái sự hiện hữu của Phật giáo, Phật giáo được truyền vào đất nước đó nó như thế nào. Thì trở lại vấn đề ở đây, đối với trường hợp Phật giáo Campuchia cũng vậy. Giống như lần trước thầy đã giới thiệu cho quý vị về cái Vương quốc Phù Nam. Và bây giờ đây, Vương quốc Phù Nam có sự hiện hữu của Phật giáo như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin. Và những cái thông tin đó, nó sẽ đưa ra những bằng chứng để cho biết được rằng là cái thời dưới thời của Vương quốc Phù Nam, thế kỷ thứ 5, thứ 6 đó, Phật giáo thực sự có mặt. Thế thì cái thông tin đầu tiên đó là cái bộ gọi là Nam Tề Thư quyển thứ 58, phần gọi là Phù Nam truyền, cho biết như thế này. Đó. Nam Tề Thư là một cái cuốn sách, là một cái bộ sách, bộ sử thư thời Nam Tề ở bên Trung Hoa. Nhưng mà may mắn thay là nhờ có những cuộc giao thương giữa các vị vua này vua nọ với các nước, ví dụ như những nước mà đất nước mà nhỏ, nước mà gọi là nhược tiểu, nước nhỏ đến triều cộng Trung Hoa, cho nên từ đó người ta mới viết lại những thông tin đó, quý vị hiểu không? Và may mắn thay nhờ có những cái đó mà bây giờ đây mình mới học được. Và mình mới biết được rằng à, cái thời đó có Phật giáo ở trên đất nước Campuchia, đất nước Phù Nam. Thế thì nơi đây cái thông tin ghi như thế này. Cuối thời nhà Tống,
có vua Phù Nam họ Kiều Trần Như tên là Xà Gia Bạc Ma đã sai mang hàng hóa buôn bán đến Quảng Châu. Quảng Châu là Trung Hoa. Tất nhiên là đó. Nhưng mà cái thông tin tiếp theo nó mới hay. Đó là đạo nhân người Thiên Trúc Ấn Độ là Na Già Tiên, tất nhiên là Nagasena. Vì đạo nhân, người xưa họ dùng từ đạo nhân, quý vị biết, nhưng thật sự đạo nhân đây có nghĩa là vị tu sĩ đó. Đó, chứng vậy đạo nhân là cái vị mà họ tu theo đạo giáo, nhớ dùng cho thầy. Đó, thế thì kính thưa quý vị, đạo nhân ở đấy mà người Tàu mà họ dùng á, thì cái chữ này là vị tu sĩ, nhưng ở đây chúng ta vẫn chưa xác định là vị tu sĩ này tu sĩ cái gì. Các vị thương nhân á, giống như lần trước thầy có thưa là các thương nhân khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên là những phái đoàn thương nhân của Ấn Độ là họ ồ ạt như một cái làn sóng di cư từ Ấn Độ đi sang các nước châu Á, đặc biệt nhất là Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, không phải Campuchia đâu, mà ngay cả Tích Lan, ngay cả Miến Điện, Lào, Campuchia, rồi Thái Lan, vân vân. Đương nhiên trong đó có cả Việt Nam. Họ ao ạt họ đi sang đó. Và vì vậy, khi mà các vị đó đi sang á, thì quý vị nhớ giùm cho, bao giờ cũng có các vị tu sĩ đi theo. Vì sao tu sĩ đi theo? Các vị tu sĩ đi theo cũng vì một sự mạng để truyền giáo, nhưng chuyện đó có thể là chuyện phụ. Cái chuyện quan trọng ở chỗ là gì? Các vị tu sĩ đi theo với các thương nhân, các cái phái đoàn, thậm chí các sứ đoàn, các cái sứ đoàn ngoại giáo có các vị tu sĩ đi theo với một mục đích là gì? Bởi vì ngày xưa đi không phải là có máy bay mà đi, đúng không? Đi có máy bay thì khỏe quá, đi vèo rồi một tiếng, hai tiếng hoặc vài ba tiếng đi tới rồi. Còn ngày xưa khi người ta họ đi như vậy từ Ấn Độ mà đi sang các nước châu Á thì kính thưa quý vị, họ phải đi bằng đường biển, đúng không? Lấn đến trên biển cả bao nhiêu ngày. Và người ta họ thừa hiểu được một chuyện quan trọng, đó là khi mà lấn đến trên biển cả thì kỳ gọi là cái cơ may và cái nguy hiểm, cơ may để sống còn rất ít, đúng không? Nhưng họ vẫn đi. Đối với các thương nhân, đối với những phái đoàn di cư, khi họ đi sang những vùng Đông Nam Á và vùng châu Á, đó là họ đi để đi kiếm những cái nơi để họ làm ăn buôn bán. Họ đi tìm những vùng đất hứa cho họ, cho nên họ chấp nhận họ đi. Đó, họ chấp nhận và thậm chí họ chấp nhận mất mạng họ vẫn đi. Nhưng kính thưa quý vị, cái điều làm cho họ an tâm để họ lên thuyền họ đi, đó là nhờ có bóng dáng của các tu sĩ. Vì các vị đó là đại diện cho tâm linh, quý vị hiểu không? Có cái truyền chi cái là mình cầu thì đương nhiên, nhưng mà có lời cầu của mấy thầy linh thiêng hơn và có năng lực hơn, đúng không? Chính vì vậy cho nên có sự hiện hữu của các vị tu sĩ. Tại dù như là các vị đó là những người của Bà La Môn giáo, của Ấn Độ giáo, thì sẽ thỉnh các vị tu sĩ đi theo. Đó, cho nên cái sứ mạng của các vị tu sĩ mà đi theo cùng những phái đoàn như vậy rất quan trọng. Và sự hiện hữu của các vị đó, đó là một điều sống còn của cả một phái đoàn đó. Và kính thưa quý vị, đó là điều vô cùng quan trọng để mà tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng có được một cái cơ hội để theo những làn sóng đó mà được truyền bá đến những vùng đất mới. Đó. Cho nên vì vậy, ở nơi đây ấy, mình có nói như thế này là đạo nhân người Thiên Trúc Na Già Tiên phù trợ đi muốn về nước. Có nghĩa là cái vị đạo nhân này ấy, phù trợ đi các cái thứ hàng hóa đi đó, vì này muốn đi về nước.
có nghĩa là muốn trở về lại Ấn Độ. À, thì gặp gió bão thì dạt đến Lâm ấp. Lâm ấp là đâu? Lâm ấp là vùng Bắc Bộ Việt Nam chúng ta. À, và bị cướp sạch hàng hóa, Na Già Tiên đi đường tắt đến được Phù Nam. Quý vị thấy đó, thông tin này nó tuyệt vời vô cùng. À, vì là gặp cướp cho nên là vị này là coi như là đi đường tắt, cuối cùng là đến được đất nước Phù Nam. Có nghĩa vị này là vị tu sĩ của Ấn Độ, và vị này sau đó thì vì một cái duyên cớ là do vì là gió bão thuyền dạt đến Lâm ấp và bị cướp sạch hàng hóa đó, cuối cùng thì vị này đã dạt, trôi dạt đến Phù Nam. Nhắc đến cái tên Phù Nam có nghĩa là nhắc đến tên Campuchia, đúng không? Quý vị thấy đó, có nghĩa là ít nhất chúng ta cũng biết được một cái thông tin cách chắc chắn rằng ngài Na Già Tiên này, tất nhiên là Nagasena bên tiếng Sanskrit đó, thì ngài này đã thực sự có mặt trên đất nước Phù Nam. Đó, rồi. Sau đó năm 484, tất nhiên là thế kỷ thứ 5. Quý vị nhớ những mốc điểm này bởi vì đây là những mốc điểm quan trọng. Và Phật giáo được truyền vào đất nước Campuchia đầu tiên khoảng thế kỷ thứ 5. Đó. Thế thì năm 484, vua Xà Gia Bạc Ma, tất nhiên là Raja Vardhaman, đã sai đạo nhân Thích Na Già Tiên dâng biểu lên vua Trung Quốc và hiến một số tàng phẩm như là một pho tượng Phật ngồi bằng vàng, một pho tượng Phật gỗ bằng bạch đàn, hai tòa tháp Phật bằng ngà voi, vân vân. Quý vị thấy đó, những cái thông tin này tuyệt vời. Như vậy chứng tỏ rằng đương thời ở xứ Phù Nam đã thực sự có sự hiện hữu của Phật giáo rồi. Đó quý vị thấy, những thông tin rất tuyệt vời để cho chúng ta biết được rằng là đương thời. Bởi vì là sao? Thế kỷ thứ 5, vua Xà Gia Bạc Ma là ai? Là vua của xứ Phù Nam. Đã sai ai? Sai cái vị mà gọi là Thích Na Già Tiên. Mà Thích Na Già Tiên này là gì? Trong cái bộ Nam Tế Thứ có nói là ngài Thích Na Già, ngài Na Già Tiên này do vì gió bão thuyền dạt đến Phù Lâm ấp, và sau đó thì mới là đi đến được Phù Nam, đúng không? Khi đến Phù Nam thì ông vua Xà Gia Bạc Ma này á, mới mời ngài đến vào trong triều để làm quốc sư. Quý vị thấy không? Đó. Nhưng khi mà giao lưu về Trung Hoa thì á, vua Xà Gia Bạc Ma này mới sai là ngài Na Già Tiên này á, dâng biểu lên cho vua Trung Quốc và tặng một số tăng phẩm. Đấy là những cái thông tin rất quan trọng. Cho nên bây giờ quý vị thấy không? Cái từ đào nhấn mà người ta họ dùng trong cái thư tịch của Tàu á, ở nơi đây là tu sĩ, chứ không phải là người gọi là một vị đạo sĩ bình thường. Nhớ giùm cho thầy điều này. À, trở lại vấn đề thầy muốn thưa ở đây. Cái thông tin này nó hay vô cùng là ở chỗ, nó khẳng định một điều quan trọng, đó là ít nhất vào khoảng thế kỷ thứ 5, trước năm 484, Phật giáo đã có mặt rồi. Vì sao Phật giáo có mặt? Bởi vì ở đây dâng lên cho vua Trung Quốc là cái gì? Thứ nhất là một pho tượng Phật ngồi bằng vàng, thứ hai một pho tượng Phật gỗ bằng bạch đàn, thứ ba là hai tòa tháp Phật bằng ngà voi. Chuyện gì xảy ra đây? Quý vị nghĩ giúp cho thầy. Đây, bây giờ quý vị thấy này, khi mà Phật giáo mà được truyền đến một đất nước nào á, quý vị học Phật giáo Tích Lan rồi này nọ, được truyền đến một đất nước nào á, thì cái việc đầu tiên của Phật giáo á, đó là gì? Đó là phải truyền bá kinh điển, phiên dịch kinh điển đã, đúng không? Mà ở nơi đấy á, nói cái chuyện tượng Phật có nghĩa là chuyện phiên dịch kinh điển đã xong rồi, phải không? Và quý vị có biết rằng là đối với trong cái kinh điển Đức Phật có dạy như thế này, ngài khuyên rằng là sau khi mà ta diệt độ
thì các con đừng tạo lập những hình tượng của ta. Cho nên ngày xưa khi thầy học ở Nhật có một cái bộ phim gọi là Buddha bằng nguyên bản tiếng Nhật. Người ta đã sang tận bên Ấn Độ do đài NHK, một cái đài truyền hình quốc gia nổi tiếng của Nhật, họ sang tận bên Ấn Độ. Họ nghiên cứu, họ đi quay từng cái để xác định cái chuyện gọi là cái tượng Phật được hình thành từ lúc nào. Thì đọc cả kinh điển mới thấy được là cái chuyện gọi là cái tượng Phật á, đối với Đức Phật, Ngài khuyên như thế này: không nên tạo hình tạo tượng của ta để làm chi, mà các ngươi phải luôn luôn là tinh tấn tu tập. Nhưng do vì mọi người, những người đệ tử của Đức Phật quá thương nhớ Ngài. Đó, quá thương nhớ Ngài. Và họ rất là muốn cái gì? Thì dù bây giờ quý vị thấy đó, nếu không có hình tượng của Ngài, quý vị lấy cái chí để mà ngồi mà quán tượng đấy, đúng không? Khi mà quý vị, tỷ dụ nếu niệm Phật, khi quý vị niệm Phật ít nhất quý vị tâm quý vị phải quán tượng hình Phật Di Đà, đúng không? Thì khi nào mà kết hợp với câu niệm Phật chứ? Bởi vì cái pháp quán tượng vô cùng quan trọng. Mà quán tượng thì phải có hình ảnh. Rõ ràng vậy thôi. Vì vậy, cho nên sau 500 năm sau khi Đức Phật diệt độ, thì có một số hình tượng mà gọi là sơ khai của Đức Phật có mặt. Đó, vì vậy cho nên quý vị thấy là ví dụ có một số các cái đồng tiền mà người ta họ đưa ra bằng chứng trong cái bộ phim The Buddha đó, thì một số các cái đồng tiền trên đó có hình tượng của Đức Phật. Rồi sau này dần dần trong các cái bức phù điêu ở tại tháp Sanchi hay là ở tại đồng gọi là Ajanta của Nhật, của Ấn Độ vân vân, có những hình tượng, bắt đầu xuất hiện những hình tượng. Rồi từ từ sau đó mới bắt đầu là các cái hình tượng được là đắp, được vẽ, được tô vân vân này đó. Thì cho nên khi mà truyền bá một cái tôn giáo đến một cái đất nước nào, thì rõ ràng rằng quý vị thấy rằng là các vị đạo sứ bao giờ cũng mang đi theo tượng Phật của mình cả, đúng. Một bằng chứng cho thấy chúng ta đã học về Phật giáo của Tây Tạng, công chúa Văn Thành, công chúa Xích Tôn, sau này công chúa Kim Thành cũng vậy, là một bằng chứng sống động vô cùng, đã đem những pho tượng Phật đó sang đất nước Tây Tạng, quý vị thấy. Cho nên là vì vậy mà những cái hình ảnh như vậy trong cái câu chuyện mà quý vị biết là trong những cái câu chuyện, ví dụ câu chuyện của Phật giáo Miến Điện, tương truyền Đức Phật Ngài đã từng đến Miến Điện. Và khi mà Ngài đến đó giáo hóa rồi á, thì khi mà Ngài ra đi á, thì người dân ở nơi đó buồn quá, khóc quá chừng. Và kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài ra đi mà Ngài để lại cho chúng con cái gì cả? Lấy cái gì chúng con, khi chúng con nhớ Ngài chúng con làm sao đấy? Thì truyền thuyết, kính thưa quý vị, đấy là truyền thuyết. Thì truyền thuyết kể rằng á, cho biết rằng á, trong những cái truyền thuyết của Phật giáo Miến Điện á, mình cho thấy rằng là Ngài mình nói thôi được rồi, để ta ngồi đây. Ngài nhập định trong một tuần luôn. Nhưng Ngài nhập định thì nhập định để làm chi? Ngài cứ ngồi giống như một pho tượng, đại khái là vậy, ngồi nhập định như một pho tượng. Thì người dân bắt đầu đắp vẽ cái hình tượng của Ngài đó, đắp vẽ cái hình tượng giống y chang vậy. Thì quý vị có biết không, cái câu chuyện nó kể là thú vị ở chỗ là khi mà người ta đắp vẽ cái hình tượng giống y chang Ngài rồi á, và làm mọi cái xong rồi á, thì có hai cái hình hài Đức Phật y chang nhau, giống như một giọt nước. Thì chính Đức Phật Ngài đã chỉ vào cái tượng đó, pho tượng đó, Ngài nói như thế này: ta với ngươi là một, ta sẽ nhập diệt
trong thời gian ngắn mà thôi. Còn ngươi sẽ tồn tại mấy ngàn năm và tồn tại lâu dài với chánh pháp đó. À, cho nên là cái chuyện mà tạo lập hình tượng đó là một cái điều rất cần thiết. Trở lại thầy, vấn đề thầy muốn nói như thế này là ở nơi đây, thời dưới thời vua Xà Gia Bạc Má, khi mà sáng triều cộng, quý vị thấy đó, khi mà sáng triều cộng là phải hiện tặng một số các cái tượng Phật. Cũng giống như chúng ta đã học về Phật giáo Nhật Bản, chúng ta thấy đó, vua Thánh Minh Vương của vương triều của bên Triều Tiên đã đi qua bên Nhật Bản để mà cầu cứu. Làm sao nhà vua phải đem viện binh giúp cho vợ? Nhưng mà muốn đem viện binh thì phải tặng cái gì chứ? Có nghĩa là đem tặng một pho tượng Phật, bộ kinh sách vân vân này nọ. Đó. Thì từ đó nhà vua mình nhìn thấy pho tượng Phật, nhà vua mình nói: trời, sao mà cái tượng nó đẹp quá, sao mà cái hình tượng của ngài đẹp quá. Quý vị thấy rõ ràng con người á, quý vị giới dùng cho thầy, cái niềm tin đầu tiên của con người nó vốn khởi đầu bằng cái gì béo? Bằng cái gì? Bằng cái thấy, đúng không? Người ta gọi là bắt mắt đó, hiểu không? Cái bắt mắt rất quan trọng. Mới nhìn thấy thôi là cái cảm tình đầu tiên cái đã, không biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà cảm tình đầu tiên rồi nhìn thấy cái đã, đúng không? Đó, cho nên mới nhìn thấy đầu tiên cái là coi như là đó là vì vua nó, trời, sao mà cái tưởng của cái vị này đẹp quá, thế thì ta cũng nên tin hay không? Đó quý vị thấy, trở lại vấn đề cái việc mà gọi là các cái sứ đoàn đến mà giáo hảo ngoại giáo cũng đều tặng các cái tượng Phật. Ở nơi đấy cũng vậy. Vua Xà Gia Bạc Ma là vua của một cái nước gì? Của một cái nước tiểu quốc, một nước nhược tiểu, nước nhỏ, mà muốn để cho vua Trung Quốc đừng có xâm lấn, đừng có đánh chiếm, đừng gây hại chi mình á. Thì bây giờ mình cũng chỉ có cách là chi? Triều cộng thôi. Mà triều cộng quý vị biết, triều cộng cái gì trấn quỷ? Mà trấn quỷ nhất của một cái đất nước như thế này, quý vị thấy không? Đâu phải là vàng bạc châu bảo đâu. Quý vị thấy ở trong này nó hay, những cái thông tin này nó nói lên cái gì? Nói lên cả một cái trí tuệ và nói lên cả một cái đức tin lớn của những cái con người lãnh đạo như thế này. Bởi vì ông Xà Gia Bạc Ma này, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ tặng cái gì đây để cho ông vua ông hoan hỷ, ông vui? Còn không thôi, ông đã không hoan hỷ rồi, ông còn đem binh ông đánh mình cả năm chết. Quý vị hiểu đó. Bởi vậy cho nên tặng cái là quan trọng ở chỗ là gì? Tặng là một pho tượng Phật bằng gỗ bạch đàn, rồi thì một pho tượng Phật bằng vàng, quý vị hiểu? Hai tòa tháp Phật bằng ngà voi. Cái việc mà người ta khắc những cái mà bằng cái hình tháp cũng là một cái điều để cúng dường. Đó nên ở nơi đây như vậy chứng tỏ đương thời ở xứ Phù Nam đã có sự hiện hữu Phật giáo rồi. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian vua Xà Gia Bạc Ma tại vị, có hai vị tăng sĩ xứ Phù Nam đã sang Trung Quốc dịch kinh, đó là Tăng Già Bà La Sangapala và Mạng Đà La Mantra. Truyền kỷ của hai vị này có ghi rõ trong Tục Cao Tăng Truyền quyển thứ 1 như sau, quý vị thấy. Nhưng cái này nó có bằng chứng hay cả, chứ không phải mình nói chuyện là mình ghi hoặc là từ ấy, không phải. Có bằng chứng rõ ràng như chuyện trường hợp Nam Tề Thứ đã đưa ra, hoặc là trường hợp thứ hai là Tục Cao Tăng Truyền. Quý vị biết rằng là cái bộ mà Tục Cao Tăng Truyền của Trung Hoa rất quan trọng, và đây là một cái sự liệu phải nói rằng rất giá trị, bởi vì đã ghi lại những vị cao tăng, những vị tu sĩ rất nổi tiếng, những vị tu sĩ rất đức độ, chứ không phải là những con người bình thường, hàng trăm hàng vàng vị sống ghi, mà sẽ ghi những vị. Cho nên ở nơi đây tự nhiên lại có nhắc đến những vị này. Đó. Thì có nghĩa rằng
là đương thời dứt khoát phải có sự hiện hữu của những nhân vật đây. Hiện hữu của ai? Của Ngài Tăng Già Bà La và của Ngài Mạng Đà La. Mà như ở trong Tục Cao Trắng truyền quyển 1 có ghi như thế này: vào đầu thời nhà Lương lại có sa môn của sứ Phù Nam là Mạng Đà La. Nhà Lương gọi là Hoằng Nhược, đã mang theo các bản kinh tiếng Phàn từ xa đến dân cổng. Đó có nghĩa là đã mang theo những cái bản kinh bằng tiếng Sanskrit từ đâu? Từ bên Ấn Độ, từ bên Phù Nam sang dân cổng cho vua Trung Hoa. Nhà vua đã bán chiếu cho Mạng Đà La cùng với Tăng Già Bà La dịch ba bộ Bảo Vân Pháp Giới Thệ Tánh Văn Thù Bạc Nhã Kinh, hợp lại thành 11 quyển. Quý vị biết rằng là những cái đất nước Phật giáo mà ngày xưa chúng ta đã từng học thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình để truyền bá Phật giáo thì muốn mà để truyền bá Phật giáo cho nó có lời lạc và nó có hữu hiệu, ít nhất cái quan trọng đầu tiên là phải dịch kinh cái đó. Nếu không dịch kinh không làm gì được. Bây giờ thử hỏi quý vị đọc mà đọc bằng là những cái tiếng mà thử hỏi những bản kinh quý vị đọc bằng tiếng Anh hoặc đọc bằng tiếng Hán hoặc là đọc bằng những âm tiếng Hán, quý vị đâu hiểu nổi đâu, đúng không? Cho nên phải dịch sang tiếng Việt để Phật giáo đi vào lòng mọi người, để mọi người được hiểu, phát tâm để tin hơn, để mà phát tâm tu tập hơn thì phải dịch kinh. Cho nên quý vị thấy là học Phật giáo các nước ấy, cái quá trình mà phiên dịch kinh điển đó là một quá trình vô cùng quan trọng. Mà muốn phiên dịch được kinh điển mà từ bản gốc, từ tiếng Sanskrit thì quý vị biết không? Phải cúng thỉnh các bậc đại sư, những bậc lóng tường, những bậc mà rất là giỏi uyên bác về trí thức từ đâu đến không? Từ Ấn Độ sang. Quý vị hiểu không? Thế đó mà cái thông tin ở nơi đây chúng ta thấy là các vị tu sĩ Tăng Già Bà La và Mạng Đà La đã được thỉnh từ Phù Nam sang. Hiểu không? Chứ không phải là Ấn Độ. Thầy muốn khẳng định và nhấn mạnh một điều rằng là sứ Phù Nam đương thời Phật giáo đã thịnh hành lắm. Khi đó mới có những con người, những bậc cao đức và những người rất giỏi về học vấn như thế này. Trung Quốc đâu phải bình thường đâu, họ tròn lừa dữ lắm á. Thế đó mà cung thịnh mấy vị này sang để mà dịch kinh, quý vị thấy dữ không? Đâu phải chuyện bình thường. Đó, chính những thông tin này nói lên một điều rằng là thế kỷ thứ 5 Phật giáo ở trên đất nước Phù Nam đã phát triển mạnh rồi. Đó, quý vị học sự là quý vị phải hiểu những điều này để mà chúng ta biết được rằng là đó, tất cả những bằng chứng, những thông tin này đã cho chúng ta hiểu được một điều rất quan trọng là Phật giáo nó như thế nào trên đất nước Phù Nam vào thời điểm đó. Bây giờ đây, các học giả người ta họ nói như thế này: như vậy, một số kinh điển giống như A Dục Vương Kinh 10 quyển, Khổng Tước Vương Đà La Ni Kinh 10 quyển, Văn Thù Sư Lời Vẫn Kinh, Đồ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, Bồ Tát Tạng Kinh 1 quyển, Văn Thù Sư Lời Sở Thuyết Bạc Nhã Ba La Mật Kinh, vân vân. Những bộ như thế này đều là những kinh điển do Tăng Già Bà La và Mạng Đà La dịch bên Trung Quốc, quý vị thấy. Nhưng vì này là những tu sĩ, nhớ dùng cho thầy, tu sĩ của sứ Phù Nam đã đóng góp cho công trình phiên dịch kinh điển tại Trung Quốc to lớn như vậy đấy. Đó, đâu phải chuyện bình thường. Và ở nơi đây người ta khẳng định này, tất cả những bản kinh này đều thuộc Phàn văn được mang từ Phù Nam sang. Đây cũng là một cái thông tin rất quan trọng. Vì sao?
Những bản kinh này được mang từ Phù Nam sang, chứ không phải được mang từ bên Ấn Độ sang, đúng không? Có nghĩa là những bản kinh này đã có mặt ở Phù Nam lâu lắm rồi, đúng không? Phải không thưa quý vị? Lâu lắm rồi, và cùng khẳng định một điều rằng Phật giáo đã có mặt ở Phù Nam lâu rồi, đúng không? Đó. Cho nên á, quý vị thấy rằng là, và một điều quan trọng là những bản kinh này khi dịch ra toàn là những bản phàn văn cả. Mà phàn văn thầy đã thưa rồi, phàn văn là thuộc về Phật giáo Đại Thừa, đúng không? Tiếng Pali là Phật giáo Nguyên Thủy. Đó. Quý vị nhớ giùm cho thầy điều này. Đó. Cho nên ở nơi đây người ta nói như thế này. Việc này cho biết rằng đương thời ở xứ Phù Nam cũng rất thịnh hành tín ngưỡng Phật giáo. Hơn nữa, nếu xét về nội dung của những bản kinh này bằng tiếng Sanskrit như trên, phần lớn đều thuộc về Đại Thừa. Chỉ có một bản, đó là Giải Thoát Đạo Luận, là ngôn ngữ Pali thuộc hệ thống Phật giáo Thường Tọa Bộ. Thế thì chỉ có một bản của hệ thống Thường Tọa Bộ. Và kính thưa quý vị, cái chuyện mà một bản này trong biết bao nhiêu bản của Phật giáo Đại Thừa mà lọt vào bản của Thường Tọa Bộ, đó là điều có thể xảy ra. Vì sao? Bởi vì những cái truyền thống đó khi mà người ta truyền sang thì dứt khoát thế nào cũng lọt vào một hai bản kinh của Phật giáo Thường Tọa Bộ, của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà nói về đại đa số là Phật giáo của Đại Thừa. Cho nên chúng ta có thể đi đến một khẳng định, một kết luận quan trọng, đó là Phật giáo đương thời của xứ Phù Nam, kính thưa quý vị, là Phật giáo Đại Thừa. Ở đây người ta giải thích như thế này. Bộ Giải Thoát Đạo Luận Vimoksa Magga Sutra, hoặc là bên tiếng Pali ấy, đó là Vimutti Magga, do Ngài Upadesa khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai, trước tác vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Tác giả là một trong những tổ sư truyền thừa Phật giáo Pali. Toàn bộ luận có 12 phẩm luận về con đường chính yếu của giải thoát. Từ nội dung dịch kinh mà suy xét, chúng ta thấy rằng Phật giáo đương thời xứ Phù Nam tôn thờ Phật giáo Đại Thừa được truyền từ Ấn Độ sang đã chiếm ưu thế hơn. Ví dụ như các bản Văn Thù Bát Nhã, Văn Thù Vấn Kinh, Đồ Nhất Thiết Chư Phật, Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, vân vân, đều hàm chứa tư tưởng của Trung Quán Bát Nhã. Quý vị thấy đó. Đó. Thì tất nhiên ở nơi đây thầy có chú giải một số những cái nơi đây quý vị có thì giờ quý vị nên đọc. Tí dụ như là chú giải về Ngài Tăng Già Bà La là ai, cái này có hay cả. Thì tất nhiên là những cái nội dung chính thầy ấy, còn những phần chủ giải thầy muốn cho cái này nó phong phú, và để cho quý vị muốn hiểu thêm cái kiến thức thì quý vị có thể đọc. Còn cái phần chính thì đó là điều quan trọng. Hoặc là ngay cả bộ Giải Thoát Đạo Luận nên vậy, nội dung nó như thế nào thầy cũng có giải thích cho quý vị nghe. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ học đến cái phần gọi là Pháp Sư Tam Tàng Chất Đệ. Thầy muốn đưa ra một số những cái bằng chứng như thế này, một số những nhân vật hiện hữu như thế này để nói lên một điều gì? Để chúng ta đi đến kết luận cuối cùng thôi, đó là Phật giáo đã thực sự hiện hữu trên đất nước Phù Nam thế kỷ thứ năm. Thứ hai là Phật giáo đó là Phật giáo gì? Chừng đó thôi. Tiếp theo là Pháp Sư Tam Tàng Chân Đệ. Một nhân vật khác xuất hiện vào thời kỳ này, đó là Pháp Sư Tam Tàng Chân Đế, Ngài thuộc thế kỷ thứ 5. Ngài vốn xuất thân nước Ưu Thiền Ni, Tây Bắc Ấn Độ, lớn lên đi chu du các tiểu quốc, từng dừng chân trú tại Phù Nam dưới thời trị vì của vua Lưu Đà Bạc Ma. Quý vị thấy đó. Có nghĩa là Ngài đã từng dừng chân ở tại Phù Nam. Nhưng mà đâu phải là Ngài dừng chân một hai bữa đâu. Thầy tin rằng là Ngài đã dừng chân khá lâu ở tại đây.
Và tất nhiên đối với những bậc cao đức giống như Ngài thì khi mà dừng chân, Ngài đã để lại cho cuộc đời, cho thế gian và cho mọi người những giá trị Phật pháp, phải không? Đó là một sự thật. Đó, vì vậy cho nên rằng là dưới thời của vị vua này, Ngài đã có mặt. Ngài chấn đế được thịnh sáng Trung Hoa từ sự Phù Nam. Đó. Có cái điều thú vị là gì? Ngài là gốc của Ấn Độ, nhưng mà trên đường đi hoàng hóa thì Ngài lại đến Phù Nam. Đó. Và rồi thì kính thưa quý vị, Ngài đến Phù Nam, Ngài ở tại đó. Nhưng mà rồi từ Phù Nam, Ngài lại được mời sang Trung Hoa. Để chi? Để dịch kinh. Bởi vì Ngài, những cái vị mà phải rất nổi tiếng, những bậc cao đức ấy, thường là tập trung sang bên Trung Hoa hết. Đó. Thì Ngài lại được cung thịnh sang bên Trung Hoa. Ngài đã mang theo một số lượng lớn kinh điển. Quý vị thấy ở nơi đây chúng ta thấy kinh khủng hơn 20.000 quyển. Thế thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện gì và điều gì nó nói đến ở đây? Cái giá tài của con người mà khi cầm đi ấy, là nào là vàng bạc của bảo, nào áo quần, nào cái này cái nó đủ thứ cả. Nhưng với các ngài, với các vị tu sĩ, với những vị bậc cao đức như thế này thì không phải là những thứ đó, phải không? Mà là kinh điển và các tượng Phật, các pháp khí. Đó. Mà không phải là ít. Quý vị thấy không phải là ít. Thầy tin rằng nếu với một con số như thế này có thể cho chúng ta những bức thông điệp rất quan trọng, đó là Ngài đi để cộng hiến, Ngài đi để truyền bá, cho nên những cái gì cần thiết cho Ngài, Ngài sẵn sàng đem đi. Giống trường hợp của công chúa Văn Thành đã đem đi biết bao nhiêu cái thùng kính, đúng không? Đó, quý vị thấy. Thì như ở nơi đây, Ngài ở nơi đây, Ngài Tam Tạng Chân Đế, Ngài đã đem hơn 20.000 quyển từ Ấn Độ sang Phù Nam, quý vị thấy. Wow. Thì có nghĩa rằng là gì? Là cái kinh điển, những kinh điển quan trọng và những kinh điển mà thầy tin rằng là Ngài đắc ý, Ngài thích. Thì dù như quý vị tùng bộ Pháp Hoa, quý vị thích quá và đi đâu quý vị mang bộ Pháp Hoa đi theo hết đó, phải không? Đó, thì có những vị mà phải nói là hoặc là bộ kinh Địa Tạng hoặc cuốn Nhật Tông. Quý vị có tin rằng là thầy đã gặp những vị cư sĩ Phật tử mà khi họ giới thiệu cho thầy cái bản kinh mà họ đem từ Việt Nam sang là thầy chỉ muốn là cúi đầu lại thôi. Bởi vì sao? Cái bản kinh nó đã rách hết rồi và họ vẫn còn giữ lại. Bởi vì đó là cả linh hồn của họ. Họ đã thổi vào đó hết tất cả các công phu tu tập, tất cả mọi thứ nằm trong đó. Và họ không cần thiết kinh mới, kinh đôi chứ cả. Họ chỉ muốn bản đó thôi. Thì đó là những cái mà nó trở thành như là một cái cuộc bảo linh thiêng. Cho nên đối với những vị mà đi truyền bá Phật Pháp giống như Ngài Tam Tạng Chân Đế cũng vậy. Ngài là, quý vị thấy rằng là Ngài mang 20.000 quyển từ Ấn Độ sang Phù Nam. Và cái điều thú vị là 20.000 quyển mang từ Ấn Độ sang Phù Nam và những bản đó ở Phù Nam có thể chưa được dịch. Có thể chưa được dịch là vị trí. Nhiều khi thời gian Ngài cộng hiện nhiều quá và Ngài phải đi hóa đạo chỗ này chỗ nọ, hoặc đi thuyết giảng chỗ này chỗ nọ, cho nên chưa rảnh thì giờ để mà phiên dịch. Và quý vị phải biết rằng là đâu có phải dễ mà nói chuyện là ngồi xuống mà dịch đâu, phải có cả một hội đồng phiên dịch, phải không? Đâu phải là một hai người để phiên dịch được đâu. Cho nên không có đủ những cái điều kiện như vậy thì cuối cùng may mắn thay, hơn 20.000 bản kinh đó đã được mang sang Trung Hoa và được dịch tại Trung Hoa, hay không? Cho nên tại Trung Hoa lại là cái nơi tập trung tất cả những phiên dịch kinh điển. À, và kinh điển Ngài dịch gồm có 64 bộ, cộng hết thảy là 278 quyển. Quý vị nhớ giúp cho là hơn 20.000 quyển, nhưng mà không phải rằng là Ngài dịch hết đâu. Mà sử sách vẫn còn ghi rằng là kinh điển Ngài dịch là 64 bộ, rồi cộng hết thảy là 278 quyển. Qua đó chúng ta có thể biết được rằng đương thời Phù Nam là một vương quốc văn hóa hùng mạnh ở Đông Nam Á.
Phật giáo rất thịnh hành và rất phong phú các kinh điển tiếng Sanskrit được truyền từ Ấn Độ sang. Đó. Với những cái thông tin như thế này, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cũng có thể khẳng định được rằng Phật giáo của Phù Nam là Phật giáo của Đại Thừa. Trong tục cao tăng truyền quyển 1 phần chấn đệ truyền có đề cập đến một vị tu sĩ người Phù Nam, đó là Tu Bồ Đề. Vị này đã từng dịch Đại Thừa Bảo Vấn Kinh 8 quyển cho vua nhà Trần ở tại Chỉ Kính Từ, vùng Dương Châu. Như thế này, lại có vị tăng của nước Phù Nam là Tu Bồ Đề, nhà Trần gọi là Thiền Cát, tại Chỉ Kính Từ trong thành Dương Đô, vì vua nhà Trần mà dịch Đại Thừa Bảo Vấn Kinh 8 quyển. Đó, thì như vậy lại có một cái vị, một cái nhân vật khác nữa, đó là Ngài Tu Bồ Đề, cũng là những cái nhân vật mà ở tại Phù Nam. Và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Ngài Nghĩa Tình. Quý vị nghe tên Ngài Nghĩa Tình chưa? Ngài Nghĩa Tình cũng đã từng sang truyền đạo ở xứ Phù Nam. Đó. Cho nên là chúng ta thấy cái thông tin về Ngài Nghĩa Tình thầy có chủ giải phía sau. Quý vị có thể là đọc phía sau để cho biết. Ở phần sau, mà trong phần chủ thích phía sau về Ngài Nghĩa Tình. Nhưng ở nơi đây ít nhất chúng ta cũng biết được là cũng có thông tin cho rằng là cao tăng Nghĩa Tình Ngài đã từng sang truyền đạo ở xứ Phù Nam. Thế thì những cái vấn đề mà vừa rồi chúng ta đã nêu, nhưng vì cao tăng, tỷ dụ như là như trường hợp của Ngài Tam Tạng Chấn Đế, hay là những vị tỷ dụ như là Tăng Già Bà La, rồi những một số các vị cao tăng khác, thì những vị này đã thật sự có mặt ở trên đất nước Phù Nam. Và cái thông tin là gọi là sang để mà vua Xà Giá Bạc Ma đã cử những vị cao tăng đó sang để mà dâng cúng những pho tượng Phật, rồi thì những cái kinh điển của những vị này đã đưa sang Trung Quốc để phiên dịch. Tất cả những nội dung của những cái đó, trừ ra một bản giải thoát đạo luận, thì những bộ đó, kính thưa quý vị, đều là thuộc tiếng Sanskrit cả, đều là của Phật giáo Đại Thừa. Có một điều thú vị là cái bộ giải thoát đạo luận là cái gì? Bộ giải thoát đạo luận là tiền thân của bộ Thánh Tịnh Đạo Luận. Quý vị nghe bạn này chứ? Visuddhimagga. Đó. Mà Thánh Tịnh Đạo Luận là cái gì? Là sách gội đầu của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là cái bộ mà gọi giải thoát đạo luận này đã được truyền sang xứ Phù Nam. Đó. Và hay như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng là vì là các kinh điển Phật giáo Đại Thừa lớn mạnh và cái truyền bá của Phật giáo Đại Thừa nó phát triển quá mạnh, cho nên nó lấn át đi luôn, và Phật giáo Đại Thừa độc tôn, trở thành độc tôn ở tại vương quốc xứ Phù Nam. Thế thì bây giờ chúng ta có thể đi đến một kết luận như thế này. Tóm lại, vương quốc Phù Nam đã hưng thịnh vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Đến thế kỷ thứ 5, thứ 6 thì đạt đến thời kỳ cực thịnh. Trước sau khoảng 500 năm trở thành cường quốc của Đông Nam Á, là quốc gia đã Ấn Độ hóa đầu tiên và quan trọng nhất. Quý vị nhớ giống như cho thầy một điều là quốc gia này đã được Ấn Độ hóa. Có nghĩa là Phù Nam đã được Ấn Độ hóa. Mà một khi đất nước mà đã được Ấn Độ hóa thì cái tôn giáo của Ấn Độ dứt khoát phải ngự trị trên đất nước này. Đó là Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo. Đó là lý do vì sao chúng ta vẫn thấy rằng bàn bạc trên đất nước Việt Nam như vùng Phan Rang, Tháp Chàm vân vân này nọ, hoặc là Campuchia, hoặc là Lào, hoặc Thái Lan, vẫn có những cái ngôi tháp, những cái ngôi đền mà mang dạng vóc của Bà La Môn giáo. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là đương thời dọc cả một cái dãy mà của Đông Nam Á đó, Java, Indonesia vân vân, là luôn cả một cái dãy như vậy, quý vị biết rằng là đều ảnh hưởng của cái văn hóa của Ấn Độ cả.
Thế thì đương thời vương quốc Phù Nam cũng đã thực sự chịu cái văn hóa của Ấn Độ và đã được Ấn Độ hóa. Ngay cả Miến Điện cũng vậy. Nhưng thầy nói điều này để muốn khẳng định và muốn nhấn mạnh đến một điều là, kính thưa quý vị, Phật giáo được truyền vào đất nước Phù Nam chắc chắn sau Bà La Môn giáo. Nhưng tồn tại một thời gian thì khi người ta tiếp xúc với Phật giáo, khi người ta gần gũi với Phật giáo, khi người ta học giáo lý Phật giáo, bỗng nhiên người ta có cảm tình và bắt đầu họ chuyển hóa thay đổi để họ trở thành tín đồ Phật giáo. Và cuối cùng là cái gì? Cuối cùng thì Phật giáo trở thành một tôn giáo độc tôn đó, và tôn giáo và trở thành là cái gọi là quốc giáo luôn. Cho nên đương thời vương quốc Phù Nam, mặc dù cái tôn giáo bên cạnh của nó là Bà La Môn giáo, thì kính thưa quý vị, Phật giáo đã trở thành độc tôn và phát triển rất mạnh. Vì sao mà phát triển mạnh? Vì sao chúng ta có thể nói được chuyện phát triển mạnh? Bởi vì cái việc thứ nhất đó là cái niềm tin người ta rất mạnh, đến nỗi mà người ta đã tạc những cái pho tường đó này đó, đúng không? Để có mới có những cái pho tường đó để mà sáng mà dâng cúng cho triều đình nhà vua chứ, Trung Hoa chứ. Việc thứ hai là các vị cao tăng của từ bên Ấn Độ sang Phù Nam tỷ dụ như ngài Tam Tạng Chân Đế, ngài đã mang hơn 20.000 bản kinh sang. Nhưng mà rồi thì những bản kinh đó đương nhiên cũng có thể được dịch rất ít ở tại xứ Phù Nam. Nhưng mà dù muộn dù không đến nữa, những bản kinh đó cũng đã tồn tại, người ta cũng đã từng tiếp xúc qua. Và những bản kinh đó lại được mang sang bên Trung Hoa để được phiên dịch ở tại đó. À, thế thì một điều chúng ta có thể khẳng định rất rõ là thông qua cái nội dung của những bản kinh đó, thì kính thưa quý vị, Phật giáo đương thời ở tại cái đất nước Phù Nam đó chính là Phật giáo của Đại Thừa. Về mặt tôn giáo, quốc gia này ban đầu phùng thờ Bà La Môn giáo đó, giống như thầy thưa với quý vị hồi nãy. Về sau Phật giáo cũng bắt đầu thịnh hành và trở thành trung tâm trọng yếu trong các sự tịch của Trung Hoa. Sau thời vua Lưu Đà Bạc Ma không có ghi chép gì về vị vua Phù Nam nào cả. Tất nhiên sau thời này thì quý vị biết, ngay cả sự tịch Trung Hoa chứ đừng nói các sự tịch khác, các cái gọi sách vở khác, họ hầu như không có một cái sau thời của vua Lưu Đà Bạc Ma là hầu như không có một ghi chép nào cả về các vị vua, mất đi cả một khoảng thời gian đó. Và khoảng trước sau năm 540, vương quốc Phù Nam đã bị Chân Lạp tấn công mạnh liệt, trở thành một thuộc quốc, và từ đây nước này đã đi đến suy tàn. Vua Lưu Đà Bạc Ma đã tồn tại được vài năm vào đầu thế kỷ thứ 7 thì sai sứ sang Trung Hoa triều Cống. Và vào năm 627, khoảng thế kỷ thứ 7, Phù Nam hoàn toàn bị Chân Lạp thống tỉnh. Có nghĩa là chuyển hóa từ một cái vương quốc Phù Nam để đi đến một vương quốc khác nằm trên cái đất nước mà gọi chúng ta gọi là Campuchia đó, đó là vương quốc Chân Lạp hiện hữu. Đó. Cho nên bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 trở đi, kính thưa quý vị, đất nước Campuchia chuyển sang một thời đại mới, đó là vương quốc Chân Lạp. Ở nơi đây thì quý vị thấy rằng là trong phần chủ giải thầy có giải thích về thí dụ ngài Chân Đế như thế nào, quý vị có thời gian nên đọc. Hoặc là vua Lưu Đà Bạc Ma, đặc biệt như dưới này có vì có ngài Nghĩa Tịnh, mà từ lâu nay nếu ai học về Phật giáo chắc chắn phải biết về ngài này. Đó, phải biết về ngài Nghĩa Tịnh này, bởi vì ngài là một nhân vật rất đặc biệt. Thì vâng, thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà thầy xin giới thiệu đến với quý vị về cái vương quốc Phù Nam. Và bây giờ đây thì thầy sẽ xin giới thiệu tiếp với quý vị về cái một cái nội dung tiếp theo, đó là vương quốc Chân Lạp.
Quý vị có chắc có nội dung trong cái phần gọi là Phật giáo thời kỳ Chân Lạp đúng không? Từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 9. Thế thì từ xưa nay mình nghe từ Chân Lạp, và có thể mình sẽ không hiểu là vì sao người ta gọi Chân Lạp. Thì sẵn dịp đây thầy cũng xin giải thích cho quý vị biết nó như thế nào. Bởi vì mình học sử mà, thì mình cũng nên hiểu qua cho biết. Trong các sử liệu Trung Quốc, tùy thư có đề cập đến cái từ gọi là Chân Lạp đầu tiên. Trong quyển 82 có đoạn như thế này: nước Chân Lạp nằm ở phía tây nam Lâm Ấp, là nước lệ thuộc của Phù Nam. Quý vị thấy đó, Lâm Ấp á, là của Việt Nam. Mà ngày xưa khi Phù Nam có mặt thì quý vị nhớ là Chân Lạp đã có mặt. Nhưng mà khi mà Chân Lạp có mặt á, thì lúc đó Chân Lạp là một nước nhỏ yếu hơn Phù Nam, cho nên phải trở thành thuộc quốc, là một cái đất nước lệ thuộc vào Phù Nam, luôn luôn triều cộng Phù Nam, luôn luôn là cúi đầu thần phục Phù Nam, quý vị thấy. Cho nên đương thời á, nếu khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 thì vương quốc Phù Nam hung mạnh dữ lắm. Và một điểm quan trọng thầy muốn thưa với quý vị ở đây, đó là gì? Một đất nước mà hung mạnh và phát triển mạnh nhờ cái gì biết không? Nhờ sự hiện hữu của tôn giáo, mà đặc biệt trong đó là Phật giáo. Điều đó là điều quan trọng. Chính Phật giáo đã giúp cho biết bao nhiêu đất nước tồn tại và phát triển hùng mạnh. Thì một trong những cái yếu tố để vương quốc Phù Nam rồi phát triển hùng mạnh mà có thể thống nhiếp cả vùng Đông Nam Á, kính thưa quý vị, đó là yếu tố Phật giáo. Mà sau này những cái nhà nghiên cứu, khi người ta họ nghiên cứu tại vì sao cái vương quốc đó phát triển như vậy, thì kính thưa quý vị, cũng từ một yếu tố người ta nói rằng là do vì người ta biết tu tập tuân thủ những lời dạy, những cái giáo điều, những cái giới luật của Phật Pháp, vì vậy cho nên người ta sống hòa bình, sống an lạc, sống biết nhường nhịn lẫn nhau, cho nên đất nước mới hùng mạnh. Đó, chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải hiểu điều đó. Biết bao nhiêu đất nước và biết bao nhiêu những quốc độ người ta đã tồn tại và phát triển cũng nhờ có Phật giáo. Trở lại vấn đề thầy muốn nói là đất nước Phù Nam cũng vậy. Nhưng mà bây giờ đây nói đến Chân Lạp thì thật sự gốc ban đầu Chân Lạp là một thuộc quốc, một cái đất nước lệ thuộc vào Phù Nam. Nhưng mà cuối cùng sau khi mà Phù Nam nó bắt đầu yếu dần á, thì chính Chân Lạp nổi dậy và thống tỉnh luôn cả Phù Nam, để cuối cùng là lật đổ, thôn tỉnh chiếm hết toàn bộ để lập nên một cái vương quốc. Vương quốc đó được gọi là vương quốc Chân Lạp.